Chào bạn, mình là Hoàng An và chào mừng các bạn đã đến với tin tức công nghệ của TrueSmart. Và đến ngày 20 tháng 9 là ngày mai thì Apple chính thức bán ra em iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max bản thương mại rồi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng ngồi đây vẫn ngồi tổng hợp tin tức công nghệ trong ngày thôi. Tin tức đầu tiên của chúng ta chính là Samsung Galaxy Fold cháy hàng, có người chấp nhận trả giá đến 4.000 đô để sở hữu một chiếc máy. Người Việt xếp hàng trước một ngày ở Singapore để chờ bán iPhone 11. Facebook ra mắt thiết bị mới cho phép người dùng đưa ra các cuộc trò chuyện video trên TV. Và Google Pixel 4 lộ diện qua quảng cáo tại quảng trường thời đại. Và tin tức đầu tiên của chúng ta chính là Samsung Galaxy Fold cháy hàng, có người chấp nhận trả giá lên đến 4.000 đô để sở hữu một chiếc máy. Samsung có thể cố tình không tiết lộ số thiết bị Galaxy Fold được sản xuất ra, nhưng thật sự rằng tất cả số điện thoại này đã cháy hàng chỉ sau vài phút bán ra. Và có một số người sẵn sàng trả hơn 4.000 đô la chỉ để được trên tay chiếc điện thoại màn hình gập này thì chỉ có thể được diễn tả một từ là điên rồ. Điện thoại màn hình gập là một thứ tuyệt vời, và một khi mọi nhược điểm của chúng được giải quyết và thân máy trở nên mỏng hơn thì chúng sẽ là một thứ mà ai cũng muốn sở hữu. Ở thời điểm hiện tại thì có thể chắc chắn là Samsung Galaxy Fold sẽ là một sản phẩm thành công, nhưng chẳng thấy ai lại bỏ ra là 2.000 đô, chứ chưa nói đến hơn 4.000 đô, chính xác là 4.856 đô la Mỹ để mua được chiếc máy nhập khẩu từ Hàn Quốc này cả. Hàn Quốc là nơi duy nhất bán ra Galaxy Fold. Những đơn đặt hàng trước đầu tiên với giá là 2.000 đô cho một máy đã hết veo chỉ sau vài phút chính thức mở bán. Được biết, đợt bán hàng đầu tiên chỉ gồm 4.000 máy, trong đó là 3.000 máy được bán trực tiếp tại các cửa hàng của Samsung. 1.000 máy còn lại được chia ra cho 3 nhà mạng lớn trong nước, và đó là con số không được nhiều. Nhưng hãy nghĩ là xem, đầu tiên là Galaxy Fold có giá khoảng tầm 2.000 đô ở Hàn Quốc. Thứ hai là chiếc máy này đã gặp khá lỗi vì thiết kế của nó khi mà lần đầu ra mắt thị trường. Trên lý thuyết thì các vấn đề của em Samsung Galaxy Fold đã được giải quyết, nhưng ai mà biết được. Và theo Samsung thì công ty kỳ vọng sẽ bán được 1 triệu chiếc Galaxy Fold trên toàn cầu, và chúng ta hãy chờ xem liệu điều đó họ có làm được hay không. Và tin tức thứ hai chúng ta chính là người Việt xếp hàng trước tận 1 ngày ở Singapore để chờ mở bán em iPhone 11. Sáng ngày 19 tháng 9, hơn 300 người tập trung trước cửa hàng Apple Store tại Singapore để xếp hàng mua iPhone mới, đa số đến từ Việt Nam. 4 giờ sáng ngày 19 tháng 9, khoảng tầm 50 người có mặt trước cửa hàng Apple Store Old Trafford tại Singapore để chuẩn bị xếp hàng mua iPhone 2019. Đến 9 giờ sáng nay, một số người tập trung tại Apple Store lên đến khoảng tầm 300 người, chủ yếu là người Việt Nam. Người xếp hàng được yêu cầu tập trung thành một nhóm 50 người bên phải cửa hàng để nhân viên lắp đặt công an ninh. Đến 9 giờ 10 phút thì Apple Store bắt đầu phát các vòng số cho người xếp hàng. Vòng số trên tay cho phép người chờ mua iPhone rời khỏi hàng để đi vệ sinh này hoặc là ăn uống trong vòng 60 phút. Mỗi ngày được rời ra khoảng tầm 4 lần. Nhân viên Apple kiểm soát thời gian bằng cách là quét mã QR. Vòng tay này không thể tái sử dụng, vì vậy họ không thể chuyển cho người khác. Nhiều người xếp hàng để mua iPhone rồi bán sang tay cho những người đầu lậu chờ thu mua. Đám đông được nhân viên an ninh yêu cầu ngồi trật tự chờ đến lượt vào hàng. Dù vất vả từ sáng, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra rất là hào hứng khi được xếp hàng. Những người đến muộn hơn thì vẫn phải ngồi trong nhóm chờ. Nhiệt độ của Singapore ban ngày vào khoảng tầm 29 độ. Trời có dấu hiệu sắp đổ mưa và nhiều người đã vác theo các vật dụng cá nhân để sẵn sàng qua đêm tại đây. Những người đã ổn định trong hàng bắt đầu ăn uống, nghỉ ngơi và sử dụng điện thoại. Những người ở đây đều hầu hết là những bạn nhân viên của các cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội. Những ai xếp hàng mua được iPhone có thể bán ra hoặc sang tay với mức chênh lệch khoảng tầm 200 đô của Singapore, tầm 3 đến 4 triệu đồng. Những người này thì sẽ phải chờ đợi trong khoảng 24 giờ nữa để có thể mua iPhone mới. Và tin tức thứ ba của chúng ta chính là Facebook ra mắt thiết bị mới cho phép người dùng đưa các cuộc trò chuyện video lên TV. Facebook đã cập nhật loạt cổng thiết bị gọi video của mình với 3 mẫu mới là Poto này, Poto Mini này và Poto TV. Nó hiện cũng đã có sẵn một số thị trường bổ sung, và Poto và Poto Mini đã có thiết kế hoàn toàn mới trông giống khung ảnh hơn. Poto có thiết kế định hướng theo chiều dọc giống như Poto Plus từ năm ngoái, và Poto Mini chỉ có hướng nằm ngang. Poto có màn hình 10 inch, trong khi Poto Mini chỉ có màn hình là 8 inch. Độ sáng và màu sắc hiển thị được tự động điều chỉnh để phù hợp với ánh sáng xung quanh. Cả hai mô hình cũng có một loa tích hợp. Poto TV là một sản phẩm hoàn toàn khác. Trong đó, thay vì có màn hình riêng thì nó lại là một người bạn đồng hành cho TV của bạn.
nó nằm phía trên hoặc là phía dưới TV và sử dụng camera tích hợp vào màn hình của TV để thực hiện các cuộc gọi video call. Cùng với Facebook Messenger thì Boto hiện cũng đã hỗ trợ thực hiện các cuộc gọi video bằng WhatsApp. Các thiết bị Boto cũng hoạt động như khung ảnh, hiển thị ảnh, video và lời nhắc sinh nhật từ thư viện Facebook của bạn. Ngoài ra còn ứng dụng Amazon Prime Video đi kèm, các bạn có thể tải xuống từ các ứng dụng như là Showtime này, CBSO Access này, Starz này, Pluto TV này, Red Bull TV và Neverthink. Đối với âm nhạc thì có Spotify này, Pandora này, iHeartRadio này. Về quyền riêng tư thì Facebook tuyên bố bạn có thể tắt hoàn toàn máy ảnh và micro bằng các công tắc trượt và nắp vật lý để che camera. Các tính năng camera và micro cũng chạy cục bộ trên thiết bị chứ không phải là chạy trên máy chủ của Facebook. Và tất cả các cuộc gọi và video đàm thoại cũng được cho là mã hóa đầu cuối. Và các sản phẩm mới sẽ có giá khoảng tầm là $179 cho Boto, $129 cho Boto Mini và $149 cho Boto TV. Boto Plus năm ngoái với màn hình là 15,6 inch sẽ tiếp tục được bán với giá là $279. Và tin tức cuối cùng của chúng ta chính là Google Pixel 4 lộ diện qua quảng cáo tại quảng trường thời đại. Gần tới thời điểm ra mắt thì Google đã liên tục tiết lộ những thông tin về dòng Pixel 4. Vừa rồi hãng đã tung ra một bìa quảng cáo xuất hiện trên quảng trường thời đại về một phiên bản màu cam của Pixel 4 sẽ ra mắt vào ngày 15 tháng 10 tới. Hình ảnh render về chiếc Pixel 4 màu cam đã xuất hiện trên Internet từ nhiều tháng trước. Nhưng qua tấm quảng cáo thì Google chính thức xác nhận Pixel 4 sẽ có ít nhất một phiên bản màu này và bên cạnh đó là hai phiên bản màu truyền thống là màu trắng và màu đen. Ngoài ra thì công ty cũng đã nhắc nhở mọi người hãy đặt lời nhắc cho ngày 15 tháng 10, thời gian mà Google sẽ công bố chính thức đoạt Pixel mới. Mặt sau của Pixel 4 series trông khá nổi bật với tùy chọn màu cam mới. Ngoài ra thì mẫu máy kế nhiệm của Pixel 3 còn gây ấn tượng với hệ thống 3 camera sau với ống kính được sắp xếp là một cụm hình vuông giống như iPhone 11 Pro. Theo dò gì thì cụm camera này sẽ bao gồm cảm biến chính là 12 megapixel, một camera tele 16 megapixel, cảm biến TOF và đèn flash LED. Và như vậy đây sẽ là chiếc điện thoại Pixel đầu tiên có camera phụ ở phía sau. Google được cho là đang phát triển một chế độ chống zoom quang học mới cho Pixel 4 để chụp ra những bức ảnh thể thao và hành động cũng như là zoom 8x và cải thiện chế độ chụp ảnh ban đêm. Và vậy là mình đã tổng hợp một số tin tức nhanh trong ngày cho các bạn. Và nếu thấy hay các bạn hãy nhớ like và subscribe cho kênh nhé. Và các bạn có ý kiến gì hãy comment ngay bên dưới này. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.